để ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rực bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là câu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là câu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Mỗi người sinh ra, ai mà không có cội nguồn gốc gác, ai mà không có quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, nơi gắn bó suốt thời thơ ấu, và là nơi khi ta nghĩ về lại thấy ấm lòng. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Đối với mỗi người con đi xa quê, đặc biệt là đối với những người cao tuổi, thì cảm xúc và ký ức của họ luôn hướng về một nơi thân thương được gọi là quê hương. Có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng có quê hương của chính mình. Quê hương là một nơi nào đó mà nơi đó có thể ta được sinh ra hay lớn lên, là nơi cho ta nhiều kỷ niệm, mang lại cho ta cảm giác ấm áp và thân thuộc, tin tưởng đến nỗi cho dù cuộc sống có chông chênh hay mệt mỏi, ta vẫn luôn mong được trở về nơi đó để ta có một điểm tựa cho chính bản thân mình. Nhắc đến quê hương Hùng Lộc, xã Quỳnh Mỹ là nhắc đến tuổi thơ, nhắc đến những kỷ niệm tươi đẹp, nhắc đến một thời hồn nhiên và ngây thơ của cụ Nguyễn Công Bi. Quê hương của cụ luôn thuộc về và cũng là nơi sẵn sàng giang tay chào đón. Quê hương, nơi đó có ánh nắng của buổi ban mai với bầu không khí trong lành và mát dịu, có những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Đâu đó là những chú trâu giữa những cánh đồng đang cày cấy cùng với người nông dân cần cù chịu khó. Cụ Nguyễn Công Bi kể lại, sinh ra và lớn lên trên quê hương Hùng Lộc, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ cùng với biết bao anh trai làng. Năm 1967 của thế kỷ 20, cụ là công nhân của xí nghiệp gỗ huyện Quỳnh Côi. Năm 1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang trong giai đoạn ác liệt nhất, nghe theo tiếng gọi của non sông với lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, chúng ta nhất định phải giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh thanh niên Nguyễn Công Bi đã lên đường đánh Mỹ. Sau huấn luyện tại Hà Bắc, anh được biên chế vào sư đoàn 330 chi viện cho chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, anh thanh niên Nguyễn Công Bi đã cùng với đồng đội chiến đấu tại đèo Hải Vân và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Trong một lần tham gia chiến đấu, anh bị thương và được đưa về bệnh viện công binh điều trị với thương tật 4/4. Cũng trong năm 1969, anh thanh niên Nguyễn Công Bi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do có nhiều công lao trong chiến đấu
anh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 2, huân chương giải phóng hạng nhất và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Do sức khỏe giảm sút, anh được phục viên xuất ngũ về địa phương tham gia lao động sản xuất. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, với bản chất bộ đội của Hồ, về với đời thường với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, anh thanh niên Nguyễn Công Bi đã tích cực lao động tham gia sản xuất, xây dựng quê hương, làm nên những mùa vàng năm Tấn. Năm 1972, anh tham gia công tác tại địa phương với cương vị là đảng viên, được giao đảm nhiệm chức vụ địa chính xã Quỳnh Mỹ. Và chính trong thời gian này, anh đã tìm được nửa cuộc đời của mình, chị Phạm Thị Tý. Anh chị xây dựng hạnh phúc lứa đôi và sinh hạ được 5 người con. Mặc dù trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, chìm đắm trong bom đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khó khăn thiếu thốn đủ bề, song anh chị luôn đoàn kết, chung lưng đấu cật, chỉ mong các con có tri thức để bước vào đời. Do được sinh ra trong gia đình có nề nếp, các con của anh chị đều trưởng thành và là những người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Do có nhiều công lao trong chiến đấu lao động, cụ Nguyễn Công Bi vinh dự được Đảng tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm và 50 năm tuổi Đảng. 82 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, cụ Nguyễn Công Bi luôn tâm niệm rằng sống ở đời phải lấy nhân, lấy đức làm gốc, phát huy truyền thống gia đình, truyền thống cách mạng của địa phương. Gia đình của Nguyễn Công Bi thực sự là gia đình cách mạng gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của Hội Người Cao Tuổi, thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 năm 2019, Đảng bộ xã Quỳnh Mỹ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của người và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn. Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho cụ Nguyễn Công Bi là sự ghi nhận trân trọng của Đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của cụ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự phấn đấu rèn luyện cống hiến và trưởng thành của cụ vào sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, của dân tộc. Cụ Nguyễn Công Bi đã có những hành động cao đẹp thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, hoàn thành các nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cụ Bi thực sự là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ trẻ noi theo. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng cụ vẫn luôn chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với toàn đảng, toàn dân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xã hội Mỹ không ngừng phát triển. Hãy
nhìn máu chiến thắng mang hồn nước, cũng ngoài sao chém cũng quân hình ca, đường vinh quang xây xa quân hồ thắng sang nào cùng nhau lập chiến cô, vì nhân dân chiến đấu không ngừng tiến mau ra xa trường tiến lên cùng tiến lên nước non Việt Nam ta vững bền. Cùng lên nơi các nơi lệ ở thế gian, cùng lên lên trao nhiều.
được trao danh hiệu đạt 19 tháng 5 năm 2019 nên phát biểu cảm tưởng. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí đại diện cho thường vụ đảng ủy viện ủng hộ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền xã, kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay. Để tỏ lòng kính trọng chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đảng bộ xã Quỳnh Lý tổ chức lễ kỷ niệm ngày 19 năm ngày sinh nhật Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhân dịp này, đảng bộ làm lễ kỷ niệm trao huy hiệu cho tất cả các đồng chí đã có công, đã có thời gian cống hiến công tác sinh hoạt trong đội ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam theo khung bậc của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Rất vui mừng hôm nay tôi được thay mặt cho các đồng chí nhận huy hiệu ngày hôm nay. Xin trân trọng tới toàn các đồng chí một lời chào thân thương nhất, lời chúc sức khỏe dồi dào, vui vẻ và trẻ lâu để học tập làm việc công tác theo tấm gương. Mong muốn con được lớn khôn,
giá lạnh ngùng và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu trong ngày vui đón nhận vinh dự được Đảng trao tặng huy hiệu 50 năm. Gia đình cụ Nguyễn Công Bi tổ chức liên hoan gặp mặt chúc mừng sự kiện quan trọng này. Được nhận huy hiệu Đảng trong dịp này, cụ Bi bồi hồi tâm tưởng ngày được Đảng cho tuyên thệ trước cờ vinh quang của Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhớ lại và cảm ơn công sức, vun bồi, giúp đỡ dìu dắt của các bậc cha anh, của đồng chí đồng đội trong suốt 50 năm qua, là một mốc son đánh dấu của cuộc đời người cộng sản kiên trung. So với tuổi đời thì 50 năm qua là ngắn ngủi, nhưng nghĩ lại sự nghiệp phấn đấu suốt chặng đường qua thì đó là một sự cống hiến vô cùng khó khăn thử thách với trái tim của người cộng sản kiên trung bất diệt. Cụ cũng chân thành nhớ tới và cảm ơn sâu sắc những tình cảm và bao điều giúp đỡ của đồng chí đồng đội trên đường đời. Mặc dù phía trước sự nghiệp của Đảng ta còn gặp nhiều khó khăn thử thách, con đường cách mạng còn nhiều gian nan, nhưng cụ Nguyễn Công Bi đã xin hứa với Đảng, tự hứa với lòng mình mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của người đảng viên cộng sản, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn thử thách, để xứng đáng với lòng tin của đồng chí đồng đội, của đảng bộ, chi bộ và nhân dân gửi gắm niềm tin. Trước mắt phải tích cực đấu tranh phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội và trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí, độc đoán, chuyên quyền, xa rời quần chúng, mạnh dạn đóng góp phê bình cán bộ đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12 của Đảng. Thật sự là tấm gương tiêu biểu, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ, cùng với đảng bộ chi bộ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tham gia đóng góp xây dựng và sự nghiệp xây dựng quê hương Quỳnh Mỹ ngày càng giàu đẹp văn minh, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thank you.
Ngày xưa khi con thơ dại thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày, đời hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khen lẽ bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài tận sâu những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về, nhìn ánh mắt của cha già con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình, trong ánh mắt hy vọng mong ngày mai con nhiều thành công. Rồi từng ngày khôn lớn chẳng quên đưa ánh mắt cha hôm nào, trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn, hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Ngày xưa khi con thơ dại thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khen nép bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về, nhìn ánh mắt của cha già con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình, trong ánh mắt hy vọng mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào, trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn, hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Cha ơi, con nghe tiếng nói của con, hôm nay đứa con xưa đã lên người, xin dâng ngàn câu hát ta ơi, mãi mãi sống trong con bóng hình cha. Trong con bóng hình cha. Ừ.
ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng, công đức sinh tài. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ nguồn. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.